Ai à, ai à, mọi người nhìn kìa. Úi dồi ôi, úi dồi, chắc sướng lắm này mọi người ạ. Yeah, phập, phập, liên liên tăng tăng, liên liên tăng tăng này. Ok, hello anh em, hôm nay mình lại tìm được một đứa khác rồi mọi người ạ. Đấy, đây là đôi con chó đang có hiện tượng anh em ạ. Ôi rồi, ôi rồi, ơ hết đi rồi, chạy mất tiêu rồi. Cứ thích ra đường nhỉ, trong bụi không muốn, cứ muốn ra đường. Ôi rồi, còn kia cục rồi. Còn kia cục rồi. Tí mình ra đây anh em xem cho rõ nha. Đấy. Chích chích chích. Thích. Ôi được rồi, được rồi. Ôi. Phóng to lên ít nữa để anh em xem cho rõ. Sao con kia nằm luôn này, không dậy được nữa luôn. Điện thoại mình cùi quá, không có chế độ chống rung cho nên nó hơi rung lắm mọi người ạ. Đấy, sao giờ hai đứa này thu hút được rất là nhiều các đứa khác đến lần. Ôi xem kìa, ôi lại con nữa đến kìa. Úi dạ, úi dạ, úi dạ, úi dạ, úi dạ. Từ để bọn nó phộng nhau xong đá rồi nữa sau. Trời ơi, từ từ. Từ từ. Anh em không phải vội. Ở đây bây giờ đến lượt con đen đen ngã rồi ngã. Con kia lại đứng. Vãi lồn thật chứ. Ê ê ê ê nó mẹo gì cắn thích rồi. Sao con kia ngã lại không dậy luôn rồi. Hai con đều ngã luôn rồi mọi người ạ.
ấy à, ấy à, ấy à, ấy à. Chú heo làm gì mà căng? Chứ làm gì mà căng anh vừa anh phộng trong một phát bây giờ. Mà bốc phải đá mà ngã lăn ra đường. Cứ vội vàng vàng từ từ rồi bắt chuyện cũng sẽ bình soàng đi qua. Ê. Chị. Thì cái con thứ ba kia này, là nó đang đợi ở hai con đen đen kia xong rồi đến lượt nó vô đấy. Đây đây hoa cây hết chưa nói luôn mọi người ạ. Từ từ thôi em ơi, từ thôi em ơi. Đã hơn 10 phút trôi qua. Chết. Mấy yêu màu, mấy yêu.
chúng ta sẽ vô sát gần hơn. Em thấy rõ hơn không? Đấy. Dạ. Zoom lên quá hay mọi người nhìn nó khó. Zoom vào vừa thôi. Ai đù, bọn này láo thật, mình mới vừa ngoảnh góc quay đi một tí thôi mà đã tách ra rồi ạ. Biết thế lúc quay thêm một tí em. Thấy chưa? Đấy. Một con đang liếm cả, một con đang mút cả. Từ à, chích cho bên con linh à, chích là chị ạ. Hình như con trắng trắng đây là lần thứ hai mà mọi người ạ. Như mới hôm kia nó đã có một phát lần rồi và mình cũng đã quay lại rồi, nhưng mà không biết có phải là con này không. Đấy, mẹ con này cũng khá là căng phết nha. Ăn cái kia đi cho à, căng căng à, căng căng à, căng 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 à, căng 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 căng. Ok thì video của mình nhấn mở thế nhỉ. À, ok. Con này làm gì đây? Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu cảm thấy hay thì cho mình một like, một subscribe cho mọi người.